chà, giống sở thú đẩy khỉ ra quá. Sao vậy? Sao tôi để ngồi tôi nói chuyện mình vậy? Ừ. Thấy ghê quá bà ơi. Ông nói tôi ghê hả? Ừ. Chắc ông đẹp dữ à. Bị tôi chết lâu hơn ông có mấy tháng chứ nhiêu. Thì đó, nhìn tuổi bà đâu ai biết là ma, tưởng là hai đứa mặc đồ tình nhân. Tôi á là tôi chết không có người thân, còn ông á là ông chết có gia đình. Đúng không? Nay ông rủ tôi về ăn đám giỗ. Ông đừng có nói vậy. Mà sao kỳ bà? À? Hồi lúc tôi còn sống tôi cũng lo cho con cái tôi dữ lắm. Tôi lo đầy đủ hết. Nói chuyện đi đâu vậy? Tôi đâu có đi, tôi ma nó tự bay rồi. Vậy đó hả? Nó tự trượt. Mà không biết sao giờ con cái nó không có lo đám giỗ đám quái vắng que. Nói chuyện đi đâu vậy? Tôi đâu có đi. Vừa, vừa cái tay ra coi. À, mãi mãi bên nhau hả? Đó, bây giờ bà chết không có ai thờ bà luôn hả? Không có ai trơn á. Vậy đó hả? Ờ. Là bị giấc dưỡng đi ăn trực vậy hoài đó hả? Trời ơi, tôi ăn trực mấy cái đám giỗ rồi đó ông. Đám giỗ nào? Chỉ có đám giỗ của ông sao mà tôi thấy nó heo hốt nhà bự chứ đám giỗ chân thành lớn lắm. Dạ. Ừ, bữa tôi ổng dẫn tôi về đám giỗ của ổng, tôi nói đãi linh đình luôn. Vậy đó hả? Ờ, đãi mỏ dịch không à. Vậy hả? Ừ. Sao vậy? Tại tao nói chết thích cái gì cúng cái đó, nói nhiều quá cúng mỏ cái mỏ nó nhiều quá. Vậy đó hả? Ờ. Cái gì vậy? Sao nó trượt quá vậy ông? Không phải lo cho tôi chứ. Lên đi. Nói nghe nè. Gì? Bây giờ đám giỗ của ông đãi lớn không? Chị cũng thường thôi chứ lớn gì đâu. Con cái bây giờ mình chết rồi, nó cúng gì mình về mình hưởng hương hoa thôi chứ có ăn giọng được gì đâu. Không thấy ăn uống gì trơn, đám giỗ mấy cái chỗ kỳ lớn lắm mà. Chỗ nào nữa? Chí Tài cũng lớn luôn. Ủa, cha đó đám giỗ cũng có người cúng hả? Có. Ờ, cha nó cúng tiện không? Tới ngay trước cửa mấy ông, tới ngay trước cửa mở cửa ra cái tới 12 con chó mặt xệ chào đón sủa mời vô. Vậy hả? Chủ sao chim bao? Vậy đó hả? Ờ. Ơi. Đám giỗ đám quại thì con cái nó không lo hết trơn. Về nhà không có gì ăn uống hết trơn. Trong khi đám giỗ kia lớn hơn là lớn luôn. Đám giỗ Trấn Thành Chí Tài lớn quá. Kỳ sao tôi không có đi với ông nữa đâu. Trời ơi, mai qua bên đám giỗ kia ngon lắm. Đám giỗ đâu? Việt Hương. Lớn lắm hả? Lớn lắm. Trời ơi, đám giỗ mà hả? Mà hồi con nhỏ nó chết đó bà. Sao bà? Mua cái hòm nhỏ xíu bà đợi. Mua hòm xíu gì cho nó. Nó đâu có sai. Thôi, nói bậy bạ, tết nhất nói bậy bạ. Ơi. Cái thằng trường gia nó cũng mua hòm bằng tôi y chang vậy đó. Ờ. Biết là cũng lo vô à. Trời ơi. Rồi bây giờ con cái ông đâu? Hoàng không có biết phương nữa, pháp. Có hai đứa con, một đứa con trai, một đứa con gái. Nhưng mà nó lấy chồng lấy vợ hết rồi. Bà đúng cô hồn luôn. Bà rảnh quá. Tôi cũng lên. Ma mình cũng phải có phong thái của ma. Thấy chưa? Bà thấy tôi bà sang chảnh khác nhau liền. Bà thấy tôi sang trọng không? Bà giống như cách thò lòi miền Tây vậy. Hey. Mày đợi tao với coi. Bà làm cho tôi đi nhanh lắm vậy, từ từ đi. Mày đợi nè. Coi, ôi da. Thằng này là con rể. Đó. Con nhỏ là con dâu, dâu trưởng á. Ê, cái nhà bà đi 8 bước nó cũng đứng một chỗ rồi ha. Ê. Từ từ. Trời ơi, sao mà không khí nó lạnh lùng quá vậy? Mấy đứa con tôi cũng khùng ghê, xây nhà chi cho cao rồi. À, đúng rồi, hay quá mày ơi. Đó, đám giỗ đó. Khùng hả? Đi bình thường đi, hai cái đó làm gì vậy? Làm mấy chuyện rùi bu. Ở vậy tôi nói rồi, đừng có làm ba cái chuyện rùi bu. Đám giỗ mà, phải lên mình ăn đồ giỗ chứ. Từ lúc ba chết tới giờ, sao tao thấy cái nhà này không khí nó lạnh lẽo quá mày ơi. Không mày. Dạ. Không, em nói. Con ơi con. Trời cái ơi. Gì vậy? Mày bác đi đâu về vậy? Ăn đám giỗ con ơi. Xích vô đây coi, mày làm bác về bác ăn đám giỗ con. Ai kéo cái giò tôi lên sao? Hở nó lên được là tôi ăn được à. Ăn đồ giỗ mà. Mày đâu mà kéo, mày nói nghe cái gì hết trời. Nói ngủ hết rồi trời. Nó. Đám giỗ thì phải giật cô hồn. Vừa hấu bưởi. Sâu nè. Bưởi nè. Thanh long, đu đủ, xoài, quýt, à không có, không như lộn, không, kể đi, cũng đại điều vậy, trời đất ơi cái gì đâu mà sát Tết rồi xuống đúng đại cái gì vậy, chứ mấy nó qua ngày bây giờ đó. Thấy, mà thấy không, đám giỗ của cha nó mà đem ra sân nó cúng. Cúng gì không? Bánh ngọt. Bánh ngọt hả? Dễ thương ghê, hồi lúc tôi chết vì tiểu đường vẫn cúng bánh ngọt. Ê, nó nghe nè, cái con nhỏ con gái của ông á. Ông bị tiểu đường nó cũng bánh ngọt, tôi cũng bị tiểu đường sao tôi ăn được. Bây giờ tôi nhập vô thằng này. Ừ. Nghe không? Ông điều khiển quánh nhỏ đó cho tôi. Mày đứng xuống đây là mày chết rồi. Ê, cảm giác con người có bị gì vậy ta? Người đâu người tôi. Rồi? Đó. Đi vô đây coi làm gì
vậy? Bà dắt nó vô bà nhập hồ đi. Đi vô đây đi đâu vậy? Thì bà chạy đi tôi lấy đồ. Ê con kìa. Mày có bị khùng không mày? Mày mới khùng quá, tao chị dâu mày chửi tao hả mày? Mày cúng cho ba mày cái gì vậy hả? Hả? Mày cúng cho ổng cái gì? Nè, cái này là cái bánh hồi tháng 7 cô Hồn, tao cúng cô Hồn còn dư tao đem qua cúng ổng. Ít nhất là ổng còn ăn được, còn mày coi mày cúng gì, mày cúng đồ nhựa mà mày đánh tao hả? Mày đánh tao hả? Nó dữ quá mày. Mày giảm ai, giảm quỷ, giảm quỷ. Mày giảm ai, giảm quỷ. Mày giả bộ, mày chửi, mày đánh tao hả? Mày đứng đó. Vô đây. Mày bánh tao ra. Ông nhậm nó đi, ông nhậm nó đi, chuyện nhà ông giải quyết đi. Ai giải quyết đi, ông nhậm nó đi. Trời ơi. Ừ, còn sao không? Có sao không? Rồi cái tụi ông con đâu? Ở đây nè, có luôn nè. Ông phải mang vô chứ. Đây muốn 10, có 10. Ừ, 10. Có 10. Nói nghe nè, bây giờ ông đập nó cho tôi. Cái gì? Con nó dữ quá. Để tôi. Quất đi. Mày vô đây. Đập mày. Sao mày vô đây? Nè, nói cho mày biết nha, hồi trước là tao mê đá banh lắm nha mày. Nha mày. Nè. Cái gì? Con dâu cả nè. Mày cả rồi sao? Cái gì? Ba nè. Ba nào? Mười khó nè. Hôm nay mày bị điên hả? Mày làm cái gì vậy? Cái gì? Mày không... Ba nè. Ba cái gì? Ổng chết rồi mày điên hả? Mày cúng lẻ rồi về nè, mày hùng ma tao hoài hả? Ông thấy không? Nãy giờ tôi dằn vặt ở đây tôi đi đâu có được. Tại tôi bận phát bộ đồ phi ship bóng này nó trang vậy lắm. Bây giờ tôi nhập vô nọ đó. Nọ nó bầm dập thôi là nó banh hàng trái cây của nó. Ông để đó tôi nhập vô đó. Nhập nữa hả? Ờ, tôi nhập vô người con đó cho ông coi. Tôi biết bà mà khó nhập chứ tôi mệt lắm nha. Anh để tôi sẽ thay mặt anh tôi dạy vô mặt. Cái gì hả? Ba má mày là ai? Mà bây giờ ba mày chết mày không thì cúng đây, cái đây, đồ ăn đây, nè. Đây, bà nó đây. Ủa vậy hả, em xin lỗi anh. Cái gì vậy bà nghe, bà đứng bà nói gì, đem trong nhà tôi sợ ma nha. Bao nhiêu tiền của ổng mày cũng ăn hết. Bây giờ đám giỗ của ổng mày cúng trái cây nhựa là sao? Bất hiếu. Đó, ổng không đánh được mày thì tao đánh được mày. Nè, cái gì? Nè, quýnh vô mặt nó đúng không? Nè, cái gì vậy bà chị ơi? Bà chị ơi, bà bình tĩnh à, bà bình tĩnh. Cái gì tao với chị bà bình tĩnh vậy đó, bình tĩnh cái gì? Nè nha, lúc ba còn sống thì bà cũng vừa gì ha, bà cũng hả? Cái này tôi phải nói nè, vừa lắm. Anh ơi em đau quá anh ơi. Không mấy giờ em xuất ra nha anh. Xuất ra đi. Dạ, xuất ra nha, em mệt quá rồi. Còn cái gì vậy chị Hai? Ê ơi, làm như có ai kéo tao á mày ơi. Cái gì vậy? Coi coi. Cái gì vậy chị Hai? Cái gì? Tao khó thở quá. Làm như có dông nào đè tao mệt. Bây giờ ai nhập bà lấy dép mà quýnh tôi vậy? Anh dẫn tôi về ăn đám giỗ, tôi không ăn giọng được gì hết. Nó nhập vô tôi, nó quánh tôi như con ổng đẻ. Thôi, quánh xúc sổ quá. Tôi với bà cho tụi nó thấy đi. Rồi. Cũng đại đi rồi về chứ. Lên trên kia mới cho thấy được. Ông muốn cho thấy là cho thấy sao? Ông làm như phép thuật ông vô biên vậy. À, vậy là có ma thiệt có mày ơi, cũng lẹ lẹ rồi bà về. Cậu đi. Dạ lại ông đi qua lại bà đi lại. Dạ. Con xong chưa? Rồi. Hồ biên biên. Cây dừa kìa. Cây dừa nó rung rinh kìa, mày thấy không? Tao cho hô biến nè. Thấy rồi hả? Không biết. Ủa, gì vậy cô? Ủa cái gì vậy cô? Tại sao thấy ba không chào các con? Tại sao mày thấy má mày không chào? Má mày, cái gì? Ủa? Tại sao thấy bạn của ba tụi bay mà tụi bay không chào? Hả? Dạ. Ủa cái gì vậy ba? Trời. Ủa, ba ơi, ba chết rồi mà ba. Chết đâu có nghĩa là hết. 49 ngày ta vẫn về thăm được mà. Mày tại sao vậy? Thứ. Bà đó bà làm gì vậy? Mày sao nó vậy? Mà không lo tao lên. Mày lo bà lên đi đi ba. Ăn thịt mày bây giờ đâu. Mày khùng quá, cuối năm ba dắt diễn hài về coi đó. Đi tiếp đi gái. Đi tiếp đi. Đi tiếp đi mày coi là mày coi đi 8 năm rồi đi. Diễn viên hả ba? Hay quá. Lên đây quýnh tôi nè. Nè mày lên đây quýnh tôi nè. Để quýnh tôi. Diễn hài. Ủa diễn hài. Có phim đúng không? Diễn viên đúng không? Cho diễn viên gì mà xấu quá vậy? Có má tù xuống nữa nè. Nè, đó, thấy không? Mày thấy không? Sao? Hiểu gì? Đó, nè, mày có má tuột nè. Nè, gỡ cái tay tuột nè. Cái gì vậy ba? Ông dẫn về ăn đám giỗ mà chưa ăn gì chứ. Mày quỳ xuống đây cho ta. Dạ? Quỳ xuống đây cho ta. Ủa gì ba? Quỳ xuống, con kêu quỳ xuống. Sao quỳ xuống. Ba? Quỳ xuống. Con đâu có tội gì đâu. Quỳ, cái này là ngồi. Mà quỳ được đi nói chuyện. Ba chơi con hoài vậy ba? Quỳ được đi nói chuyện. Đừng chơi vậy. Ba làm khó quá mà. Quỳ đi rồi nói chuyện. Khi ba còn sống, ba lo cho các con quá đầy đủ. Dạ. Bây giờ mày thấy tao chết thành cô Long, mày thấy không? Sao
gì ta? Tại sao vậy? Lúc tôi còn sống, tao lo tụi bay đầy đủ, và bây giờ tụi bay không có lo gì cho ba bay hết. Không, không phải ba ơi. Tết nhất sắp tới rồi, nhà người ta ai cũng cúng bánh chưng, bánh tét, trái cây đầy đủ ngũ quả, còn tụi bay toàn cúng tao đồ nhựa. Đâu có, con cúng cho ba bánh ngọt mà ba. Tao bị tiểu đường ăn cho chết hả? Không phải ba ơi, tại ba không hiểu á. Hiểu cái gì? Chứ con mẹ này làm con sợ quá. Trời ơi. Chứ gì nữa? Dạ, dạ. Tao đi ăn đám dỗ Trấn Thành, đám dỗ Chí Tài lớn lắm. Chỉ có đám dỗ ba tụi bay, tự nhiên giờ tao về tao thành thập diện mai phục ở đây. Nãy giờ chưa ăn được miếng nào. Không, không phải, không phải. Dạ, dạ. Ba hiểu lầm rồi ba ơi. Không phải con chị hai cố tình làm vậy đâu ba. Dạ, dạ. Thay giờ khổ quá. Dạ, bây khổ giờ quá, Tết cũng phải đi làm, con mua đỡ đồ đó, con để cúng cho nó hết mấy ngày Tết tụi ba, chứ không dạ. Phải gì ba. Nha ba. Với lại mấy cái đồ nhựa mua lần xài hoài ba, đúng không em? Ba này ba chụp dữ quá ba ơi. Trời ơi. Giờ coi với ba thành một rồi đó. Ba ơi. Tao giờ tao thông minh vậy là sống rồi. Tao đứng được rồi. Chết rồi. Bà cũng còn bà. Ba nói một tiếng chứ, em còn đổ mồ hôi quá ba. Ba mình mất. Nhiều khi nghĩ lại buồn, cha người ta lo đầy đủ, còn tôi cha nó không lo thì chắc nó chết cho mày vừa lòng. Tao chết rồi mà quên. Không phải ba ơi, ba thông cảm đi ba, tại công chuyện nhiều quá chứ không phải tụi con bỏ bê cái chuyện đám dỗ của ba đâu ba. Thôi, đi ba. Lắm. Xuân này ta không về đâu. Nè. Thôi ba, xuân này ba về mới sợ chứ. Bây giờ tôi với ông á, giúp ba cho lẹ. Tao cúng thôi, tôi với ông đi về. Mình tao với Diêm Dương á là con cái nó bất hiếu. Không. Bà thấy nào Diêm Dương có ăn rảnh nó rõ, vớt hai nó về luôn. Không. Con cái thì là bất hiếu. Ta buồn quá, ta đi đây. Đừng ba.